Dạ, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một sản phẩm đồ chơi mới. Đó chính là Show of Chukokin Dragon Zoo. Chú robot này thì thực sự quá quen thuộc rồi. Mình không có giới thiệu gì về nó nữa cả. Đây chính là chú Dragon Zoo. Tên tiếng Nhật của nó là Dragon Caesar. Và đây chính là chữ Nhật của nó, tên là Dragon Caesar đó các bạn. Cái chữ này nó thiết kế nổi và nó bóng rất là đẹp các bạn. Và đây chính là tên Mỹ của nó, Dragon Zoo. Đây là khuôn mặt dạng robot. Đây là logo hai phim rồi nên nó xuất hiện. Rồi ok, bây giờ mình sẽ khui ra xem bên trong như thế nào nhé các bạn. Và đây là tất cả những gì chúng ta có: chú rồng Dragon Zoo, hai cái tay thay thế và một cái thanh vũ khí. Hoàn toàn y như mẫu Legacy, chúng ta sẽ có thêm hai cái bàn tay thay thế các bạn. Đây chúng ta sẽ thay bàn tay này ha. Việc thay bàn tay thay thế nó khá là khó các bạn ạ. Nó không đơn giản như con Legacy. Đây là giấy hướng dẫn lắp ráp. Nó có màu các bạn. Đã là Show of Chukokin thì chắc chắn nó phải có chi tiết kim loại rồi. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn biết chi tiết kim loại của nó nằm ở đâu nhé. Các bạn thông cảm nhé. Tại vì cái con này các bạn, nó mạ bóng, mạ chrome quá nhiều đi. Mình không thể nào dùng tay không của mình chạm vô được. Cho nên mình buộc phải dùng bao tay. Nếu có thấy khó chịu các bạn thông cảm cho mình nhé. Đây chưa hết, chính là cái bộ móng. Cái móng chân, cái phần mà chrome các bạn, nó chính là kim loại. Đó, còn nguyên bàn chân thì là nhựa. Cái khớp hám bên trong là các bạn, là kim loại. Phần này của nó là kim loại luôn. Nhưng cái phần bên trong này các bạn, đó, phần này nè, nó lại là bằng nhựa. Và cái chốt ráp này các bạn, hai bên là bằng kim loại. À các bạn, cái chỗ này nè các bạn, đó, cái phần này nè, nó là kim loại nè. Bên đây cũng vậy. Ở dạng Dragon Zoo các bạn, mình không có thấy được đâu các bạn. Ở dạng này khi mình đáp rồi mình mới để ý là có các bạn. Và một bộ phận trong cái phần bụng của nó cũng có một chi tiết nhỏ là kim loại. Tuy nhiên khi mà mình ráp cái dạng vũ khí các bạn, các bạn mới thấy được. Chứ bây giờ mình chỉ các bạn không thấy được đâu. Giờ là tới khả năng action của nó nhé. Phần chân, phần chân chỉ xoay được như thế này thôi các bạn. Này, phần tay. Đây là cái phần cánh tay các bạn. Đấy, xoay được nè. Đây các bạn thấy à. Đó. Phần cánh tay có thể xoay được luôn. Tuy nhiên phần này mình thấy nó không cần thiết lắm các bạn. Đây phần bàn tay nó đã xoay được rồi. Thì phần này nó xoay nữa thì mình thấy cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà có cũng được không sao. Rồi cái phần đuôi. Đây là phần mình đánh giá cao nhất nè các bạn. Đó.
cũng giống như mẫu Legacy các bạn. Tuy nhiên cái phần đuôi này của nó linh hoạt hơn rất là nhiều, và nó hoàn toàn là đưa lên được luôn. Trong khi đó Legacy thì lại không có đưa lên cao được như thế này. Rất là tuyệt vời. Nóng ở này vô được. Một cái khớp nữa đó chính là cái phần khớp bụng các bạn. Hay là khớp eo gì đó. Khớp eo đây. Thì nó có thể kéo xuống được nữa. Nè các bạn thấy không? Nó có thể cúi xuống được. Tuy nhiên mình thấy cái phần này nó không có cần thiết các bạn ạ. Tại vì các bạn thấy chỗ này các bạn thấy không? Nó cả sát nhau quá. Nếu mà các bạn cứ chơi mà cứ đẩy xuống như thế này riết các bạn, nó sẽ bị chạy chỗ này nè. Giá nó cũng không có kéo xuống được nhiều các bạn. Tới đây là hết mức rồi. Maximum của nó đó. Cho nên mình thấy không cần thiết lắm. Và thậm chí trong cái bản hướng dẫn các bạn, người ta cũng khuyên là chỗ này rất dễ bị chạy. Rồi cứ để lên cho nó thẳng đi thì sẽ an toàn hơn. Về bằng đôi thì nó rất linh hoạt rồi các bạn. Tuy nhiên do cái cấu trúc của nó là có thể tháo từng đốt được các bạn. Cho nên khi lúc mà mình chơi đó các bạn, nó rất là dễ bị bung rớt ra từng đốt luôn các bạn. Đôi khi nó khá là khó chịu. Cho nên các bạn chơi các bạn phải nhẹ tay một chút xíu nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ nắp hình dạng Dragon Zone Fighting Mode cho các bạn xem nhé. Mình phải thay thế bàn tay lại các bạn. Đây là bàn tay dùng để thay cho việc lắp ráp. Cái chỗ này các bạn, mình đánh giá rất là cao. Đây các bạn thấy không? Đây, cái này là cái chốt ráp nè. Đó. Cái chốt ráp nằm ở cái chỗ này. Đó. Do cái thiết kế gốc á của cái con này là cái phần này nó lại có hai cái chi tiết đèn. Thì Bandai Nhật là rất là hay khi tận dụng cái chi tiết này để làm cái chốt. Không có làm chốt ở phần này nữa các bạn, hoặc là ở đây nữa, mà làm ở ngay đây luôn. Rất là thẩm mỹ các bạn, rất là tuyệt vời. Đây, mình sẽ gắn vô cái lỗ ở đây. Cơ bản đã xong rồi các bạn. Nhưng mà theo như cái tờ giấy hướng dẫn ráp đó các bạn, thì cái phần nè, cái phần mắt kính của con robot này các bạn, mình kéo xuống, trượt xuống cái nữa. Vậy là xong. Và đây chính là Dragon Zone Fighting Mode. Cái phần dáng của con này thì mình thấy nó quá đẹp rồi các bạn.
Đây chính là hình mẫu đẹp nhất trong tất cả các phiên bản đó các bạn. Mình gần như là không phàn nàn gì về cái mà thiết kế của cái mẫu này cả. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời rồi. Hơn hẳn bản DX1992 nhà Legacy. Ngay cả cái bản Mini Blast mình cũng thấy con này nó cũng hơn luôn các bạn. Số chủ kim đánh bại được hết tất cả. Bây giờ thử cái phần action của nó nhé. Cái phần tay thì nó cũng là từ con Dino Megazord qua thì không cần gì phải nói cả. Nó tốt rồi. Mình quan trọng nhất là phần chân. Đấy, nó thịt được như thế này. Nó không manh nó được các bạn. Khá là đáng tiếc. Và phần chốt, phần chốt này các bạn, nó hơi bị yếu một chút xíu. Rồi vậy thôi. Rồi bây giờ là tới phần vũ khí. Không giống như phiên bản Legacy hay là phiên bản DX92 thì chúng ta phải có một cái cây gậy riêng để gắn vô cái phần bụng của con Ragnarok. Tuy nhiên ở mẫu Sword Chugokin, Bandai đã tích hợp thêm một luôn cả cái cây gậy bên trong đây luôn. Cực kỳ là tuyệt vời các bạn. Đây. Đấy, bạn thấy này chưa? Nguyên một cái gậy được giấu trong nguyên bụng luôn. Quá là hay. Đây, cái phần kim loại mình nãy mình nói nằm trong bụng con Ragnarok nè. Nó là nguyên cái phần bốn cái chân này nè các bạn. Đó, nó là kim loại. Thì công dụng của nó chỉ là để cho giúp cho cái cây gậy nó đứng vững hơn các bạn. À các bạn, có một cái mẹo mình mới giờ biết được. Đây, thay vì trong những hướng dẫn nó không có nói đâu ạ. Đây mình có cách, bây giờ mình sẽ mở cái phần nắp này ra. Mình lấy cái tay mình thọt vô đây, mình đẩy ra. Đó, cực kỳ dễ luôn các bạn. Nhưng mà trong giấy hướng dẫn nó không có đề cập đến. Làm cho mình phải nói là mò nãy giờ không được. Đó là các bạn. Rồi bây giờ thì gắn vô lại thôi. Đó, giờ các bạn thấy sao? Đúng y như là mẫu Legacy rồi ha các bạn ha. Đó, như các bạn thấy thì cái cây gậy này nó rất là dài. Thế nên bên đây có kèm theo chúng ta một cái gậy khác. Cái gậy này là nó riêng biệt các bạn. Đó không, các bạn thấy cái bụng của con Ragnarok nó dẹp lép rồi, nó nhỏ xíu rồi. Đây. Cái cây gậy này nó làm theo như trong phim. Nó bám sát như trong phim các bạn. Đó. Và gì còn lại của chúng ta đó chính là tháo hai cái đốt dưới của cái đuôi này ra và gắn lên đây. Như vậy nó sẽ giống trong phim hơn. Thì mình sẽ tháo hai cái đốt bên dưới ra nha. Bắt buộc mình phải tháo các bạn, tại vì cái phần chốt ráp này các bạn, nó chỉ có cái đốt này nó mới ráp được thôi. Rồi bây giờ thì nó hoàn toàn y chang như phim luôn, cái vũ khí này nè các bạn. Cái cây gậy này nó vẫn có kim loại nha các bạn. Đây chính là cái phần trắng này các bạn. Nhớ cái phần này thôi. Là kim loại.
còn cái phần này thì là nhựa. Tất nhiên cũng chỉ là để giúp cho cái cây này đứng thẳng hơn các bạn. Ok, bây giờ đến lúc hợp thể Dragonzor với lại Dino Megazord để tạo thành Mega Dragonzor rồi. Đây nha các bạn. Thì cách rắc cũng cơ bản là như mấy phiên bản cũ thôi các bạn. Tuy nhiên có một điểm mà các bạn cần phải lưu ý, đó chính là cái phần mắt kính của cái con Lobo. Phần mặt nè các bạn, phần mắt kính. Khi mà chúng ta đẩy cái mặt lên các bạn, thì chúng ta bắt buộc phải đẩy cái phần mắt kính nó lên. Đó, như thế này. Thì khi đó chúng ta mới có thể đẩy được cái phần đây, phần mặt của nó lên. Nếu mà như mà các bạn không làm như vậy thì khi mà các bạn đẩy lên các bạn thì phần mắt kính nó sẽ bị cà, nó sẽ bị chày. Nhưng các bạn phải lưu ý nhé, khi mà kéo xuống nó nằm mặt robot các bạn đẩy xuống. Rồi khi mà ráp lại dạng thú hoặc là dạng hợp thể tổng á, phải đẩy lên. Khớp cực kỳ là chắc các bạn. Cái phần này nè các bạn, chỗ này nó có một cái lò xo để chia có không bạn. Đây, để chẳng qua để cho nó gắn vô cho nó chắc các bạn. Nó giữ vai trò là một cái chốt đó các bạn, để cái phần này nó không có bị rớt xuống. Đẩy phần này sừng lên nữa. Về phần của Dino Megazord thì tất nhiên cũng như với phiên bản cũ, lại hạ còi dài xuống cái sừng làm sao đẩy phần đuôi này xuống trước. Đây, hạ xuống cẩn thận các bạn, nếu không sẽ bị chảy sơn đó. Đây, đây chính là cái mối giữ để cho con Dragonzor nó bám vào con Dino Megazord. Chỉ là một cái chốt nhỏ vậy thôi các bạn. Đó. Theo như trong sách hướng dẫn các bạn thì chúng ta phải đẩy cái hai cái đùi này, nó tẹt ra nữa các bạn. Tuy nhiên như mình thấy không cần đẩy ra nó cũng là đứng vững rồi các bạn. Mình thấy gì đó không cần thiết. Và đây chính là Mega Dragonzor. Đây chỉ là phiên bản hợp thể đẹp nhất trong tất cả các phiên bản đó các bạn. Cực kỳ là đẹp và khớp của nó rất là chắc chắn các bạn. Nó không hề lỏng lẻo ọp ẹt như mẫu Legacy các bạn. Như các bạn thấy nó khá là cứng, nó không hề dễ ngã ra trước đâu. Tất nhiên thì phần chân của nó vẫn bị lung lay là các bạn, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nhiều các bạn, nó vẫn đứng rất là vững. Về phần nhận xét thì mình thấy con này nó quá là tuyệt vời rồi các bạn, cực kỳ là đẹp và cực kỳ là chi tiết. Mẫu Legacy mình thấy nó đã là tuyệt vời lắm rồi, còn mẫu này nó hoàn toàn là hơn hẳn nữa các bạn. Bandai Nhật đã đưa được một con người máy từ trong phim bước ra hoàn toàn ngoài đời luôn. Mình chỉ có một điểm không hài lòng ở cái mẫu sản phẩm này, đó là việc bảo quản các bạn. Có bảo quản con này đó các bạn, mình thấy nó khá là nhiều khê và khá là chua.
Nếu như so với cái mẫu Legacy thì mình thấy mẫu Legacy bảo quản còn dễ hơn con này gấp 3, gấp 4 lần các bạn ạ. Lý do đơn giản là tại vì do con này mình đã nói rồi đó, Bandai đã quá là lạm dụng cái phần mạc ROM. Mạc ROM rất là nhiều các bạn. Mạc ROM thì cái phần mạc si các bạn. Phần mạc si nó không có bền. Đó mình khẳng định chắc chắn luôn. Nó rất dễ bị si và bị ố so với màu nhựa. Đó là chưa kể các bạn, mình hay cầm lên mấy cái chỗ mà mạc si đó các bạn. Mấy cái chỗ mạc si đó toàn là nằm ngay mấy cái vị trí nhạy cảm không mà các bạn. Tay mình lúc nào cũng phải cầm vô hết. Chưa kể vì chơi con này cũng phải thực sự rất là cẩn thận các bạn. Tại vì con này chi tiết của nó là sơn hoàn toàn các bạn, cho nên chơi không cẩn thận sẽ rất là dễ chóc chạy sơn. Đó là chưa kể việc thao tác không đúng cũng sẽ làm cho món đồ chơi của chúng ta bị chạy nữa các bạn. Chứ nhiều khi cẩn thận cũng chưa chắc là đủ đâu. Nếu trong lúc chơi mà các bạn thao tác thiếu bước đó các bạn, thì chắc chắn là các bạn không thể nào ráp được, và thậm chí sẽ làm cho món đồ chơi của chúng ta nó bị chạy. Thì cái điểm mà mình muốn các bạn lưu ý nhất khi chơi món đồ chơi này đó, đầu tiên nhất đó chính là phần móng chân. Và tiếp theo là cái phần đỉnh đầu. Đây cái này nè các bạn. Và cái chỗ này nè. Đó thì nó rất là nhọn và nó dễ bị cà vô mấy cái đồ khác đó các bạn. Sẽ rất dễ bị chày. Cho nên lời khuyên của mình, nếu thực sự mà các bạn hay dọc vẽ cái con này nhiều đó, mình khuyên các bạn nên đeo găng tay để tránh cho mồ hôi tay các bạn chạm vô mấy cái chi tiết mạ si đó các bạn, nó đỡ sẽ bị bay màu hơn. Nói chung là của bền do người các bạn ạ. Mình cẩn thận thì đồ chơi mình bền thôi. Nói chung thì đây chính là một kiệt tác đó các bạn, một kiệt tác thực sự. Khớp khít thì cực kỳ chắc chắn luôn các bạn. Tuy nhiên nó làm cho mình thao tác khá là khó ở một số chi tiết, tại vì nó quá là cứng đó các bạn. Hiện tại chúng ta đã có được hai con người máy từ trong bộ phim Mighty Morphin Power Ranger. Bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu đúng một con người máy nữa, đó chính là Titanus, con khủng long cổ dài màu trắng. Thì tương lai vào tháng 2 năm sau, tháng 2 năm 2019, nó sẽ được phát hành ra. Và chúng ta sẽ biết được nó sẽ như thế nào. Hiện tại thì nó được dựa theo hoàn toàn khuôn mẫu của con Legacy, thì không biết nó có cải tiến gì không, thì đến lúc đó chúng ta sẽ biết.